Thì đây thì bây giờ anh em mình đã làm được có 30%. Đó. Mình sẽ quay sơ và mình sẽ diễn giải những cái gì mà cần lưu ý để các bạn nào mới vô nghề với chưa biết nghề để các bạn biết cái hình thức các bạn làm nha. Đó, thì đây là cái máy thái. Đó. Thì ở đây nó sẽ đi một cái máy xuống như vậy. Đó, và bên đây nó sẽ có một cái máy nhỏ. Đó, máy nhỏ vậy nó sẽ đi qua hai bên như vậy. Đó. Rồi. Rồi còn cái máy trước đây nó sẽ đi thẳng xuống. Đó, sẽ đi từ cái đỉnh này nè, từ đỉnh này đi thẳng xuống dưới cái đỉnh, xuống dưới cái chân đó đó. Rồi ở đây sẽ đổ, người ta sẽ đổ cái này à, cái vòm này, sau đó là nó sẽ đổ dày lên cỡ tầm 10-20 phân. Đó, từ cái đầu đó mình sẽ cho nó ăn vô đây. Đó, ăn vô một cái này, một cái máy nhỏ ở đây nữa nha. Đó, ở đây đổ xuống. Hai bên đổ xuống rồi cái máy này nó sẽ có hai cái máng ăn hai bên. Đó. Rồi hàng vô Phương. Đánh hôm nhiều của chưa? Nó không có nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phước Thiên Vlog của mình nha các bạn. Thì ngày mới xin chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Thì hôm nay mấy anh em mình có đi làm cái máy thái nè. Đó, máy thái, ngói thái. Đó. Thì do là có video nhạc á, nên là mình phải ghi âm cái đoạn này, mong các bạn thông cảm. Đó. Thì hiện tại anh em mình đang hàng mè. Đó, hàng mè đuổi xuống. Đó, thì chi tiết mình sẽ nói chi tiết trong cái video này để cho các bạn nào mà mới vô nghề chưa biết nghề để các bạn biết cái hình thức các bạn làm nha. Đó, thì bên đây là người ta đang đổ cái vòm trước nè. Đó, rồi anh em mình đang làm cái khúc ở sau nè. Đó, thì
Cái đoạn này là do là có nhạc nên là nó mình sợ dính bản quyền nên là mình nói ghi âm nên các bạn thông cảm cho mình. Đó thì bây giờ đang là thả mè xuống. Đó nha các bạn nha. Thì trong cái video này mình sẽ nói hết những cái gì chi tiết đó cho các bạn xem. Đó, còn cách ở đây là 30 phân lọt lòng nè. Đó, ngói này thì là ngói Thái. Đó. Thì anh em mình thả khoảng cách lọt lòng là 30 phân. Đó, thì cái ngói này là các bạn có thể thả là 29 phân cũng được, 30 phân cũng được, 31 phân cũng được, nhưng mà đừng có bự quá nha các bạn nha. Đó, các bạn nào mới vô nghề dưới là chưa biết nghề các bạn lưu ý nha. Còn bạn nào đã thợ thầy thì xem cho vui hoặc là lướt qua giùm cho mình nha. Đó. Thì đây thì bây giờ anh em mình đã làm được có 30%. Đó. Mình sẽ quay sơ và mình sẽ diễn giải những cái gì mà cần lưu ý để các bạn nào mới vô nghề với chưa biết nghề, để các bạn biết cái hình thức các bạn làm nha. Đó, thì đây là cái máy Thái. Đó. Thì ở đây nó sẽ đi một cái máy xuống như vậy. Đó, và bên đây nó sẽ có một cái máy nhỏ. Đó, máy nhỏ vậy nó sẽ đi qua hai bên như vậy. Đó. Rồi. Rồi còn cái máy trước đây nó sẽ đi thẳng xuống. Đó, sẽ đi từ cái đỉnh này nè, từ đỉnh này đi thẳng xuống dưới cái đỉnh, xuống dưới cái chân đó đó. Rồi ở đây sẽ đổ, người ta sẽ đổ cái này à, cái vòm này, sau đó là nó sẽ đổ dày lên cỡ tầm 10-20 phân. Đó, từ cái đầu đó mình sẽ cho nó ăn vô đây. Đó, ăn vô một cái máy nhỏ ở đây nữa nha. Đó, ở đây đổ xuống, hai bên đổ xuống, rồi cái máy này nó sẽ có hai cái máng ăn hai bên. Đó, cái đỉnh này đi vô nè, rồi sẽ làm hai cái máy hai bên đây. Đó, thì cái khúc trước thì mình làm sau, mình sẽ quay sau. Giờ cái khúc này nó coi như là nó cũng gần xong rồi nè. Đó, thì cái khúc này là nó có cái giếng trợ nên là không có thả mì qua nha các bạn. Đó, còn cái khúc này trong bản quỹ thì nó lợp xuống 3 viên như vậy, thì mình lợp xuống 3 viên. Đó, thì ở trên đỉnh này là mình có lấy từ cái đỉnh nè. Đó, mình lấy từ cái đỉnh này xuống là 1 phân rưỡi. Đó, phân rưỡi 2 phân đều được nha các bạn. Đó. Thì đối với cái ngói này á, đối với cái ngói này thì khoảng cách lọt lòng nè, lọt lòng từ cái cạnh này nè. Lọt lòng từ cạnh này qua cạnh này là lọt lòng nha, là 30 phân. 30 phân, 29 phân hoặc là 31 phân đều được. Đó, đều lợp được nha. Đó, đừng có quá là được. Đó, đây là mình cho lọt lòng là 30 phân nè, từ cạnh này, từ lọt lòng từ cạnh này qua cạnh này. Đó, từ cạnh này nè, từ cạnh mì đây nè. Đó, xuống dưới cạnh mì này là lọt lòng là 30 phân. Đó, còn phủ bì là thành 36 phân nha các bạn. Đó, ở đây là mình thả mì dung 3. Đó, còn tính dung 48. Đó, hợp 48 với lại mấy cái kèo dự lực thì mình làm 48, còn những cái kèo trong vách thì mình làm dung 3. Đó, thì nhà thầu người ta kêu làm sao thì mình làm vậy. Đó, nghĩ sao cứng cáp đẹp đĩa là được. Đó, thì ở đây đó, mình thả xong một bên mì bên đây rồi nè. Thì bên này nó cũng xong rồi, gọi như là xong rồi. Tại vì ở đây có cái giếng trợ, thì từ cái vách này nó cho ăn ra 20 phân. Đó, từ mặt vách cho ra 20 phân. Đó, thì đầu tiên là mình có gắn cái cây tính này trước nè. Đó, mình gắn cái tính này đó để mình làm chuẩn, để mà mình thả máy về hai bên, thả máy về bên đây và thả máy về bên trước. Rồi mình phải làm cái tính này trước. Đó, rồi sau đó mình làm tính nó xong, mình sẽ canh cái độ xuôi, canh độ xuôi của cái máy này. Đó, mình canh độ xuôi thì mình thả mè, thả kèo dung ba nè. Đó, thì cặp theo vách đó. Đó, sau đó canh sao cho thẳng cái kèo của mình để mình thả mì qua, nó không có bị lộn sóng như vậy nha các bạn. Đó, mình phải thả cái cây dung ba này nó hơi yếu nên là mình khi mình thả lên là mình có bắn nhựa từ đây xuống dưới đít luôn, để mình căng cái chỗ chính giữa này nó có bị võng lên hay võng xuống á. Sau đó mình đóng, mình đưa sắt vô, mình hàn chống lên đó như trong video á. Đó, rồi còn ở trong tường này thì mình bạn dễ thì người ta chi tim kèo này, chi kèo này là đặt ngay đây, ngay vách này. Thì mình có đặt một cái kèo 48 này để mà mình thả mì. Đó. Rồi, cái tim này mục đích của cái kèo này nó nằm ngay đây, với lại là cái tim của cái máy nhỏ này là nó nằm ngay chỗ cái kèo này luôn, nên là mình phải đặt cái kèo ngay đây. Đó. Mình bắn nhựa vào phía bên kia thì mình căng từ cái đỉnh này qua cái đỉnh bên kia. Đó, đỉnh ở ngoài cùng nha, cái đỉnh giữa là không quan trọng. Đó, như cái đỉnh giữa là nó bị bên hồ là xây hơi cao nên nó hơi lỗi, là thì mai anh em mình sẽ tiến hành lấy máy không bê tông để mà đục phá cái đó. Đó, cho nó bằng mặt sắt. Đó, còn mình lấy bằng cái ngoài cùng dưới lại ở trong cái đỉnh này để mình căng. Còn cái mình bắn mực nước qua hai đầu cho nó đều. Đó, bắn hai đầu cho nó đều, và những cái đầu đỉnh kèo này là phải đều nhau hết, chiều cao phải định bằng nhau hết. Đó, sau đó là mình bắn nhựa. Đó, mình bắn nhựa nè, cho nó, cho khi mình dựng kèo lên nó phải thẳng tim. Đó, mình bắn nhựa khi mà mình làm kèo là nó thẳng tim luôn, nó thẳng từ đầu kia qua đầu này. Đó, các bạn thấy cái mì mình nó rất là thẳng không? Đó,
Thì sau khi mình đã có được cái tim của cái máy nhỏ này đó, thì bắt đầu mình tiến hành làm kèo đâu đó hết, rồi mình thả mì xuống thôi là ok. Còn phần dưới đuôi lát nữa mình sẽ quay, mình sẽ nói sau nha. Đó, đó như vậy là nó có hai máy nó đều nhau rồi. Thì những cái vách giữa mà nó có bị sai thiết kế thì mình chỉ có việc mình canh sao cho bằng kèo thôi. Như mình ở đó mình đã đục lên được một nửa rồi, còn nửa để mai mình đục. Đó. Rồi còn cái khoảng giữa này là mình sẽ hàn thêm một cây kèo nữa. Đó, những cái khoảng giữa này nó 4 mét mình phải hàn thêm cây kèo nữa để mà nó gánh mì không bị quằn nha các bạn. Đó. Đó. Thì những cái điểm gì cần lưu ý thì mình sẽ quay phần 2 nữa để mình thả mì xong hết mặt bên đây với lại bên phần này xong xuôi hết thì mình sẽ quay một vòng nữa để mà mình làm một cái video nữa hoàn chỉnh luôn đó cho các bạn xem. Chứ bây giờ mình chưa thả mì xong mà mình nói sợ nhiều lúc các bạn mới vô nghề chứ chưa biết nghề, các bạn chưa hiểu nên là mình sẽ làm ở phần 2 nha các bạn nha. Đó, mong các bạn thông cảm. Còn ở đây mình làm video hướng dẫn cho các bạn nào mới vô nghề chứ chưa biết nghề, còn các bạn nào đã là thợ thầy thì xem cho vui hoặc lướt qua giùm cho mình nha. Đó, khi mình lên hoàn thiện xong cái khúc sau này nữa thì mình sẽ quay một vòng nữa để cho các bạn xem. Rồi mình sẽ diễn giải những cái chỗ đây là sẽ có cái máng nè các bạn. Ngay chỗ đây sẽ có một cái máng nước nè. Đó, một cái máng nước nó đi vào đây thì cái máy này nó giáp vô đây. Đó, bên máy này nó giáp vào đây thì sẽ có một cái máng nước đổ nước ra đó. Đó. Rồi, bên đây thì không có máng. Rồi còn phần trước nữa, chờ người ta làm xong đổ xong cái phần vòm đó nữa là mình sẽ làm hoàn thiện khúc trước nữa rồi mới lật ngói nha các bạn. Rồi thì ở đây là người ta có coi ngày để đặt vòng với lại là bắn ngói nên là mình bắn mấy viên ngói để lấy ngày chứ đặt cái vòng cho người ta rồi. Rồi thì mình xin kết thúc clip đây nha. Đó, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.